Rồi rồi dính dính. Quýnh chết đi luôn đó. Chị nó bay lên mình đó. Trời nó hung mấy trai mẹ ơi. Ủa nó khẽ. Mẹ kìa. Ghê quá.
cái đậu nó đâu rồi? Rồi cô chú nghe không cô chú? Từ người 18. Dạ nó cắn mình đứt ra. Ủa chảy máu luôn. Á trời ơi trời ơi, nó đâu đây nè. Kệ chớp đẻ xuống ờ. Cỏ kìa 18. Quá trời vừa có nhùm rồi đây nó thấy ghê rồi. Coi nào mình chụp nó cắn rồi nè. Kìa 18 18 18. Mày giờ xíu không qua. Cái đầu sao á, quay cái đầu sao á. Đúng rồi. Mảnh, mảnh. Ngon lành. Trời ơi, cái răng của nó kìa. Ôi trời. Ủa, đưa vô đó nó kìa, nó cắn nó bà tám ơi. Kìa. Ê, con kia nó cắn. Không đâu. Nó cắn cái họng. Không có đắng rồi. Cái gì vậy? Trời ơi, em le heo đò phải làm tó rồi. Trời ơi, trời cắn một lỗ luôn, hút luôn. Rồi tiếp luôn bà tám ơi. Mệt quá. Trời ơi, chạy giờ tự nhiên muốn ngã ngang luôn. Mệt quá. Ôi trời ơi, nó hừ. Sao mà nó khè, đừng có khè. Ôi trời đợi ra nó bay ra liền đội. Trời ơi. Coi ê con chị cũng nhìn đó. Ờ, trời kìa bà thắng rồi. Dạo này thôi. Thôi con đứng dậy chứ. Đó đó đó. Sư phạm trước rồi. Chụp lâu luôn nha bà tám. Dạ. Chỗ cái lại nó hết hụt rồi mày. Cái nón cái này chụp chuột này quá trời chuột bự rồi. Tám chuột đi bò lên mày. Mày cầm dây nó đâu có cắn mày đâu. Nó bò ra. Chú ơi. Comment lại coi nè comment. Ý. Gọi vô đây coi cái lú cái đuôi lưng rồi kìa. Bây giờ nằm thở. Chụp. Bắt nó nghe không? Trời, trời. Ra đây tôi bắt à, đừng có đập chúng tôi nha. Sao vậy? Bà lấy một tấc nhé. Quá hả? Mà gom tùm lum hết rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chớp. Đâu rồi? Dính nè. Hay ha. Dính này quá hay chú ơi. Mấy ông nó chung cái lỗ. Đào mà nó ra không hay luôn. Không, nó có đi hay thiệt. 18 không có đắp hàng cụm ra lại hết trơn. Không biết đâu. Thằng nó ăn trổ qua đây nè mà nó không biết đâu. Bữa nay gò bóp rồi. Nó sợ, nó bóp nhỏ rồi. Rồi xin chê. Để đi chạy đó. Ồ, quá trời cái hào luôn rồi. Đưa đưa không nhỏ. Ủa cái này có lú. Ủa quá đã luôn rồi. Có bà này nó không có. Bây giờ nó cắn lú rồi đấy. Cùng ơi. Cùng chứ. Cùng rồi. Thằng ơi lúa nó giờ nó cắt hết trơn của chú rồi, giờ mình đi đào hang mình kiếm rụng bắt. Ủa là trời ơi hiểu. Chú nhìn hiểu nó coi nè. Đà Minh. Phan từ từ nha. Đi. Ê. Từ từ thôi. Trời ơi, cũng đúng không? Trời ơi. Dính. Bỏ bà đất lên. Trời ơi. Trời ơi, nó không kìa. Từ từ thôi Dính ơi, nhẹ thôi Dính. Trời ơi, trời. Cái mặt còn xa đấy Dính ơi. Bà đất ơi. Chạy cho bà Tám. Đâu rồi. Kìa. Giết cho mày, Ê! Giết cho mày, Chết mẹ nhỏ luôn. Xỉu rồi. Nó hung rồi. Nó hung rồi, nó vậy nè. Buông ra, nó mệt rồi. Sao đi? Trời ơi, nó nhảy cái này, nó ngã ngang luôn á. Nó mệt rồi. Bây giờ nó qua nó quay lại mới nghe. Đúng rồi. Anh Nhung. À! Gì trời. Này ô đi bắt tụ bên xa chủ. Wow! Này ngồi ngon lành. Thôi nhiều đủ ăn rồi. Cá mấy. Trời ơi nhét lại. Bạch súng có đỡ. Quay người ta quay người ấy, chụp đầu lại. Trời, xíu nè. Xíu cắn người. Thằng nó. Dính cắn đây. Dính nè. Dính. Quá hay lắm ơi. Không phải đi bắt tù sợ, không phải xỉu vậy. Mệt quá đó. Này vừa bánh, Này vừa cánh giá. Là ngon lắm, cái này tối vậy. Vừa cánh giá. Vậy? Đứa hai đứa dân chợ là vừa cánh giá. Cách vừa. Lẹ đó. Ủa cái găng nó ghê quá Tám. Ừ. Bẻ lắm. Cái gì? Thôi. Găng chụp chớm. Bởi vì Tám mình quất hình cây. Kiếm vài hang nữa bà Tám ơi. Kiếm bảy con nữa. Sao con tú trụ mà sao con xả nó sao ta? Đi về. Đúng không? Đúng không? Tôi đậu còn nó gì? Ủa tội mấy cái bọ này quá trời đã luôn quay bay, có gì mà ngon lạnh nha. Con kêu. Con kêu mấy con. Mấy con này nó kêu nè. Nó kêu. Trở lại quá cái đèn chúng bây giờ bước
Kê. Rồi trời không biết. Mất tiêu luôn rồi. Ủa đâu cậu đâu trời. Cậu ở trong á. Rất sức lực rồi. Bà đà nó mệt. Ủa nó mạnh. Ủa em chuột kêu ta. Cái vỏ được cái vỏ vô. Chuột nó bắt gãy. Nó buồn luôn. Nhung nhung đi nhung. Ơi. Nó nhăn răng. Ở bà lại đi. Nhưng mà đấy này chạy hết nổi rồi. Trắng quá. Dính đậu lại. Dính đậu lại rồi. Đứng ghê quá à. Vậy. Dính đậu lại. Thôi tao không dám cầm. Đừng có quay đầu lại. Hỏi cái dính ừ. Trời ơi trời. Trời ơi giờ. Chạy hết được rồi. Chạy nào? Chạy nào? Bắt đầu đó, đầu đó. Rồi. Bắt cái đầu đó kìa. Chết. Chuột này giặt con te thua hết rồi. Thôi giờ rồi. Trời chứ mưa đó. Đâu? Cái đầu kìa, không kìa, không kìa. Lẹ lẹ của con chuột nó có nghe. Ủa nó mà. Mở rộng ra nhanh. Ôi trời. Mệt quá. Bỏ vô quèn. Cái gì quà vậy? Cái gì quà? Ngồi nữa. Đâu là trời. Đó đó. Chụp đi mà chụp nào. Ôi. Để trời bay nhìn. Đó thấy được. Đây. Mày ha bỏ. Dạ lại Vinh, Vinh đẩy đi. Cắn chặt luôn chứ. Mệt quá à. Rồi bà đá nó ngấp hậu rồi đó. Làm ai chúng nhau, ai chúng nhau. Đâu, bành hết rồi, bành hết rồi. Em cái lỗ kìa. Rồi vô ăn lạnh. Thôi về. Chú ơi bây giờ được nhiêu nè. Chết hết 2-3 con về. Nhìn bị đập quá. Bị đập, nước đầu bị đớt. Bị đớt. Rồi đó sợ gì bị đớt luôn rồi. Bị đớt luôn rồi ngọng luôn. Thôi cũng cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip này TV. Nếu cô chú anh chị thương yêu thì nhớ đăng ký kênh. Nếu thấy thật hay ý nghĩa nhớ bấm chùm nút like mà đăng ký để mình có động lực cái clip mới em chú chị clip. Còn bây giờ bye bye chú chị.